Xin chào các bạn đã quay lại cái kênh YouTube Đi Tìm Chân Lý cùng Lộc. Và trong cái chủ đề này, Lộc muốn chia sẻ với các bạn đó là người theo đạo Tin Lành. Người theo đạo Tin Lành có tham gia vào chiến tranh hay không? Và nếu như tham gia chiến tranh, người Tin Lành có sẵn sàng giết chết kẻ địch hay không? Tức là giết người hay không? Giết người tức là giết kẻ địch ấy. Nói đúng, mình không biết các tôn giáo khác và các đạo khác như thế nào. Thì nói đúng là việc giết người hay việc sát sinh là tội lỗi, là một cái gì đó không đúng, là một cái điều gì đó hơi bị dã man và tàn ác, và chúng ta nên cố gắng chung sống trong hòa bình tốt hơn là chung sống trong chiến tranh. Nhưng mà cái tình thế hoặc là cái ép buộc, cái bắt buộc nó ép chúng ta phải bắt buộc lổ ra chiến tranh và phải sống trong cuộc sống có chiến tranh, thì Lộc xin trả lời thẳng rằng đó là một người theo đạo Tin Lành như Lộc, đối với riêng Lộc thôi, thì đối với bản thân Lộc là Lộc sẽ tham gia vào chiến tranh, thậm chí là tham gia vào chính trị. Bởi vì sao? Bởi vì đó là sự an nguy của đất nước, đó là sự an nguy của một dân tộc. Mình phải có tinh thần dân tộc, đúng không? Mình phải có tinh thần yêu nước, đó là cái điều mà mình phải làm. Có một con người sinh ra là phải con người trung hiếu nghĩa, đúng không? Phải có ba cái chữ này, phải trung hiếu nghĩa. Hiếu là phải hiếu kính với cha mẹ rồi, nhưng mà cũng phải hiếu kính với tổ tông, cha ông của mình nữa, đúng không? Cha ông tổ tiên của mình sống trên đất này, ở cái đất này, mà chúng ta chôn cha ông chúng ta ở dưới cái đất này mà chúng ta không giữ được đất này thì chúng ta có nghĩa là như thế nào, đúng không? Chúng ta phải chung với đất nước, đúng không? Sinh ra phải chung với đất nước, phải có lòng trung thành. Chúng ta thấy đất nước gặp nguy nan mà chúng ta bỏ qua, ta không tham gia vào chiến sự thì có nghĩa là chúng ta không chung với đất nước rồi, không đạt chữ chung rồi, đúng không? Và chúng ta phải sống phải có nghĩa, có tình nữa. Chúng ta thấy đồng bào chúng ta chiến đấu mà còn chúng ta dừng dưng được sao, đúng không? Chúng ta phải có nghĩa. Thế nên là chung hiếu nghĩa nó ép chúng ta, bắt buộc ta, chúng ta phải tham gia vào chiến sự, chiến tranh, và thậm chí là tham gia vào chính trị để bảo vệ hay là gọi là giữ vững chủ quyền dân tộc Việt Nam. Thì đó là cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Người theo đạo Tin Lành sẽ sẵn sàng, đối với riêng Lộc, đối với bản thân Lộc và đối với quan điểm của Lộc, người Tin Lành sẽ luôn sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tranh nếu như tình thế ép buộc phải làm. Còn cái việc mà giết đối phương, tức là giết kẻ địch hay không, còn giết kẻ địch hay không, thì điều đó là chúng ta cũng nên trả lời cho nó rõ ràng. Là nếu như tình huống, là nếu như chúng ta đã tham gia chiến tranh, đúng không? Chiến tranh thì chúng ta phải chiến đấu đến sức cuối cùng, mình không giết nó cũng giết mình à, đúng không? Chiến tranh mà đâu có nói được biện pháp hòa bình đâu, mà nói là chúng ta không giết người, không giết là không được. Nếu như chúng ta là một người có khả năng bắn tỉa tốt hay là khả năng trinh sát tốt, chúng ta có thể bắn đối thủ vào vai, vào tay, vào chân để khóa đối thủ không thể tấn công ngược lại đấy. Thì đấy là một cái điều tốt, nhưng mà trong cái tình thế nó ép buộc quá thì chúng ta vẫn phải khử, đúng không? Vẫn phải cho gọi là kẻ địch ngã xuống, thì đó là điều bắt buộc trong chiến tranh. Đã là chiến tranh, đã là đao kiếm thì vô tình, đã là súng ống thì không thể nói trước được điều gì, đúng không? Và chúng ta không phải bị áy náy về điều đó, bởi vì chúng ta đang sống để bảo vệ, để làm. Nhưng mà chúng ta không chủ trương chiến tranh. Chúng ta là người theo đạo, chúng ta không chủ trương chiến tranh. Không chủ trương chiến tranh, chúng ta phải yêu hòa bình và phải cố gắng để chung sống cho hòa bình, cố gắng làm sao để cho chiến tranh không được nổ ra. Trường hợp nó bắt buộc phải nổ ra thì chúng ta mới buộc chúng ta phải vào chiến trường thôi, chứ còn chúng ta bắt buộc là người theo đạo ta phải đi thôi. Nhưng mà phải cố gắng, phải làm sao để kêu gọi được sự hòa bình, luôn luôn giữ được sự hòa bình, thì đó là điều tốt nhất. Người giữ được sự hòa bình tốt hơn, đẹp hơn là người sẵn sàng tham gia vào chiến tranh. Cái người giữ được hòa bình tốt hơn là người chỉ biết lao vào chiến tranh. Cũng giống như chúng ta phòng bệnh, đúng không? Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh là như vậy. Thì đó là cái gì mình chia sẻ cho các bạn trong cái video này. Thì mình sẽ không thích những người theo đạo nói rằng là vì tôi theo đạo tôi không tham gia chiến tranh, và vì tôi không có đủ cái lòng nhẫn tâm để nhìn thấy đối thủ ngã xuống. Lộc sẽ không thích những người đó. Những người đó là những người không thật sự yêu nước. Thì đó là cái gì mình muốn chia sẻ trong video này. Và các bạn có thể ném đá không sao cả, Lộc vẫn sẽ nhận nhé. Và cuối cùng là hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.